Thưa quý khán giả, ngày nay trong lễ cưới truyền thống của người Việt thì không thể thiếu được chiếc áo dài dành cho cô dâu, đặc biệt là trong lúc làm lễ gia tiên. Cũng phải nói rằng, chiếc áo dài Việt Nam đó chính là nét đặc biệt, là món quà của văn hóa mặc Việt Nam đã dành tặng cho mỗi người phụ nữ Việt Nam của chúng ta. Và trong ngày cưới, chiếc áo dài cùng nét duyên dáng dịu dàng của nó đã tăng thêm vẻ hiền diệu cho các cô dâu trong ngày vui nhất của cuộc đời mình. Và trong tiết mục nghệ thuật và cuộc sống ngày hôm nay thì chúng tôi xin được mời quý khán giả, chúng ta hãy cùng dành chút thời gian để theo dõi vẻ đẹp của chiếc áo dài cô dâu trong ngày cưới. Vào đầu thế kỷ 20, áo dài đã xuất hiện thật trang trọng ở lễ cưới truyền thống của người Việt. Cô dâu những thập niên đầu của thế kỷ 20 mặc bên ngoài là áo the thâm, bên trong là áo dài lụa màu hồng hoặc xanh, mặc cùng với quần lĩnh hay satin đen. Vài năm sau đó, áo dài theo kiểu Nam Phương Hoàng hậu xuất hiện, mặc kèm quần trắng, đầu đội khăn vằn. Áo dài đã tạo nên một nét văn hóa truyền thống rất đẹp trong đám cưới người Việt Nam. Người Việt Nam làm có một cái quan niệm rất là lớn là sống theo cộng đồng. Và tất cả mọi cái việc gì ngay của cá nhân cũng đều sống theo cộng đồng. Và đương nhiên lễ cưới cũng không là một cái việc hôn nhân, cũng không là một cái ngoại lệ, mặc dù đó là một cái việc hết sức là riêng tư. Nếu mà nói về nguồn gốc của cái chiếc áo cưới thì có lẽ là khi mà người Việt Nam có một cái phong tục mà cưới hỏi thì là người ta đã phải nghĩ đến là có một cái áo thật là đặc biệt để mặc trong một cái ngày trọng đại đấy. Thì như vậy rằng là tôi nghĩ rằng là cái phong tục của người Việt Nam về cưới hỏi thì nó cũng, cái áo cưới nó cũng xuất hiện với cái thời kỳ đấy. Và nó không phải chỉ là một cái áo để mặc, để đẹp, để làm nổi bật cái nhân vật chính là cô dâu hoặc là chú rể trong ngày cưới, mà nó còn thể hiện một cái ý nghĩa sâu xa. Nó là cái văn hóa, nó là phong tục tập quán, đó là một cái trọng trách của một người con trưởng thành có trách nhiệm đối với gia đình của hai bên. Theo thời gian, chiếc áo dài cưới đã trở nên phổ biến và được xem là trang phục truyền thống không thể thiếu trong ngày vui của cô dâu chú rể. Nhiều bạn trẻ ngày nay thành đạt, sành điệu với những trang phục hàng hiệu nổi tiếng. Nhưng khi kết hôn, họ vẫn chọn chiếc áo dài cưới truyền thống như muốn gìn giữ những nét đẹp trong văn hóa mặc của người Việt. Khoác lên mình chiếc áo dài cưới, cô dâu trong ngày hôn lễ thật dịu dàng, tha thướt, thể hiện nét nữ tính, mềm mại, chịu thương chịu khó của người con gái Việt Nam. Trở về với nguồn cội, với những giá trị văn hóa vững bền, là nét đẹp đang được phát huy trong đám cưới của các bạn trẻ hiện nay. Đối với người phụ nữ Việt Nam thì trong cái ngày cưới của mình chắc chắn cái áo dài không thể nào thiếu được, đúng không? Và trường hợp của Thúy thì lại là một trường hợp khá là đặc biệt hơn hẳn. Bởi vì khi mà tiệc cưới thì cô dâu sẽ mặc soiree, còn rước dâu thì mặc áo dài. Nhưng mà riêng Thúy thì trong cái hôm đám cưới thì Thúy mặc 3 bộ áo dài luôn. Thì trong tất cả các loại trang phục, cái trang phục áo dài Thúy mặc thì sẽ tự tin nhất, bởi vì nó sẽ tôn lên được những cái ưu điểm của Thúy và che bớt đi những cái khuyết điểm. Và đúng là quan khách cũng cảm thấy rất là ấn tượng. Khi mà Thúy gửi cái đĩa đám cưới của mình sang bên nước ngoài cho những người thân thì họ cảm thấy thích vô cùng. Họ gọi điện về cho Thúy và khen ngợi rất là nhiều, bởi vì cho họ thấy lại được những cái gì của Việt Nam mà từ lâu lắm rồi họ không có còn được nhìn nữa. Chẳng hạn như cái xe ngựa, Thúy đi rước dâu bằng xe ngựa, chạy quanh đường phố, rồi mặc những chiếc áo dài, thì họ thấy rõ được cái truyền thống của người Việt Nam mình là qua chiếc áo dài đó, và họ cảm thấy là yêu cái đất nước của mình hơn. Vì muốn tôn lên vẻ đẹp rạng ngời của cô dâu trong ngày trọng đại, nên chiếc áo dài cưới phải được thực hiện thật công phu và phải làm cho cô dâu nổi bật nhất. Với sự tỉ mỉ của người thợ, những hình ảnh như trống đồng, rồng phượng, tre trúc, hoa văn được vẽ, thêu, kết cườm thật kỳ công và sắc sảo, nhằm tạo sự lộng lẫy và sang trọng cho cô dâu trong ngày cưới. Để có một chiếc áo dài cưới được hoàn chỉnh, cần phải có sự góp sức rất nhiều của những người thợ thủ công
với nhiều công đoạn khác nhau. Và giá trị của chiếc áo cưới truyền thống càng được trân trọng với công sức lao động thầm lặng của họ. Chị ơi, mình kết một cái áo dài như thế này thì mình kết theo mẫu như thế nào hả chị? À dạ, cái này kết theo mẫu là có cái mẫu thiết kế của nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Mình làm theo cái mẫu thiết kế của nhà thiết kế. Dạ. Rồi một cái, so với một cái áo dài khác bình thường, một áo dài thời trang thì kết một cái áo dài cưới như thế này thì nó có khác gì không chị? Có chứ, kết một cái áo dài cưới này nó công phu hơn, mất nhiều thời gian hơn. Và mình phải gắn thêm những hạt cườm vào để cho nó làm sự đẹp thêm của cái áo. Đặc biệt áo của cô dâu khác với những áo thường. Chị, một cái áo như thế này thì mình trung bình thời gian mình mất khoảng bao lâu để mình mới kết xong nó? Bình thường một cái áo dài bình thường thì có khả năng là kết, chỉ những người thợ giỏi như mình làm lâu năm rồi thì là kết khoảng trong một ngày, hai ngày. Nhưng áo dài cưới này có thể có những cái khó phải đến hàng tuần. Ví dụ như cái áo này nếu như mình muốn hoàn thành xong thì nó mất bao lâu chị? Nếu như mà áo này mà gắn cườm mà hoàn thành xong ấy thì cũng phải, nếu như thợ giỏi thì cũng phải mất đến 5 ngày. Khán giả, nếu như ngày trước áo dài cưới chỉ sử dụng những màu sắc như hồng, đỏ, vàng là chủ đạo thì ngày nay áo dài cưới đã có thêm nhiều màu sắc khác, trẻ trung hơn rất nhiều nhằm tạo thêm nét tươi tắn cho các cô dâu. So với trước đây, chiếc áo dài cưới đã được thay đổi rất nhiều từ chất liệu đến màu sắc. Áo dài cưới trước đây chỉ sử dụng gấm và lụa, nhưng hiện nay bổ sung thêm các chất liệu khác như voan kiến, kể cả ren. Đặc biệt với màu sắc, ngoài những màu truyền thống, áo dài cưới hiện đại còn được thiết kế thật nhiều màu sinh động nhằm tăng sự tươi trẻ cho cô dâu trong ngày cưới. Thưa quý khán giả, việc chọn một chiếc áo dài cưới như thế nào cho phù hợp với nhân dáng của mình và với cả địa điểm làm lễ, đó là điều mà được các cô dâu vô cùng quan tâm. Và để hiểu rõ về vấn đề này thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ ngay sau đây thôi nhà thiết kế Ngô Nhật Huy. Chắc chắn là anh sẽ có thêm rất nhiều điều để giúp chúng ta trong việc chọn một chiếc áo dài cho thích hợp. Xin chào anh. Có rất nhiều cô dâu băn khoăn là liệu họ nên chọn một chiếc áo dài như thế nào trong khi làm lễ hoặc là cả lúc đãi tiệc và đôi khi là cả đi ngoại cảnh để chụp hình nữa. Thì anh có thể cho họ một đôi lời khuyên về việc này được không ạ? Thường thì bên tiệm của tôi thì rất là nhiều cô dâu đến để may và nhờ tư vấn về áo dài cưới, nhưng mà cũng tùy. Có nhiều cô dâu, có những gia đình là người ta có cái nề nếp truyền thống về như là thích là cô dâu con mình là mặc những cái bộ đồ trang phục áo dài nhưng mà có tính chất truyền thống, thì tôi sẽ tư vấn cho những cô dâu đó là áo dài thường mang cái phong cách là hoàng cung hoặc là những cái áo dài xưa, như là áo dài ở trong rất là đơn giản và khoác ở ngoài những cái chiếc áo dài khoác và đội những cái khăn vành mấn. Đó. Bên cạnh đó cũng có những là nhà cô dâu là thích phong thích thoáng, là mang phong cách là áo dài là hơi tây một chút, thì tôi sẽ tư vấn cho những cô dâu đó là những cái chiếc áo dài là cách tân, có thể là những chiếc áo dài đó là cách tân từ chất liệu cho đến là kiểu dáng, từ cổ cho đến tà, thì những chiếc áo dài đó sẽ kết hợp với những cái lúc voan á để tôn lên cái nét trẻ trung cho cô dâu. Áo dài cưới truyền thống thường được chọn theo kiểu áo dài cung đình Huế. Ngoài việc thêu hoa văn rồng phượng và sắc gấm như đỏ, vàng, áo dài được bổ sung thêm áo khoác ngoài được trang trí bằng những hạt cườm, kim sa hay chỉ thêu ngũ sắc. Những họa tiết cung đình trước đây chỉ được dành cho vua quan, thì nay được cách điệu trên áo cưới cho thêm phần lộng lẫy. Trong một cái cuộc sống hiện đại, cái áo cưới nó có đa dạng phong phú như thế nào? Thì khi mà làm lễ trước bàn thờ gia tiên thì nó cũng phải thể hiện được cái sự trân trọng đấy, một cái sự chứng minh đối với tổ tiên rằng là con cháu phải có cái nghĩa vụ duy trì dòng giống, phát triển dòng họ và làm tôn vinh những cái giá trị mà truyền lại từ bao đời của một cái dòng họ để cho nó phát triển, để nó danh giá, nó tốt đẹp hơn lên. Và do vậy thì thường cái áo cưới để mà làm lễ trước bàn thờ thì bao giờ cũng thường được chọn đó là cái áo dài truyền thống.
Đối với người con gái Việt Nam, ngày cưới là ngày rất thiêng liêng, đánh dấu một chặng đường mới của cuộc đời. Và sự e ấp dịu dàng của cô dâu trong trang phục áo dài cưới truyền thống càng làm tăng thêm nét đẹp của người con gái. Khi mặc áo dài cưới truyền thống, nét đoan trang, ý nhị của cô dâu sẽ được tăng thêm rất nhiều. Thực sự thì trong đám cưới, ai người ta cũng nghĩ tới là khi mà đám cưới của mình thì mình sẽ mặc một chiếc đầm sari màu trắng rất là đẹp. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta cũng cần phải nhớ tới là buổi sáng khi làm lễ đón dâu. Thì khi làm lễ đón dâu chắc chắn là chúng ta sẽ phải mặc một chiếc áo cổ truyền của Việt Nam, đó là chiếc áo dài. Và đó là lý do tại sao mà trong đám cưới của Vân, cái ngày đón dâu, thì Vân đã chọn mặc một chiếc áo dài cổ truyền do chính anh Ngô Nhật Huy thiết kế tặng cho Vân. Và đặc biệt hơn nữa là trong cái lúc buổi tối khi mà mình đón khách tại nhà hàng thì anh Ngô Nhật Huy đã đặc biệt thiết kế dành tặng cho Vân một chiếc áo dài cưới rất là đẹp. Vẫn nhìn phía trước thì nó vẫn là một chiếc áo dài, và phía sau thì có một cái đuôi rất là dài, giống như là một cái đuôi của một nàng công chúa vậy đó. Thì khi mà mặc lên một cái đầm cưới rồi có thiên về áo dài theo kiểu dạ hội, nhưng mà cũng rất là tây, mặc để mà đón khách như thế thì thực sự mà nói là đàn trai và đàn gái, họ hàng hai bên thì đều cực kỳ là khen ngợi. Khác với áo dài cưới truyền thống, áo dài cưới hiện đại sử dụng những chất liệu chính là ren, von và tơ sợi cô tông pha tổng hợp. Đặc biệt, áo dài cưới hiện đại được cách tân nhiều ở tà và cổ áo, làm cho cô dâu thêm trẻ trung hơn. Nhà thiết kế đã khéo léo kết hợp giữa nét kín đáo của áo dài phương Đông và nét sang trọng của trang phục cưới phương Tây, tạo nên một chiếc áo dài cưới phù hợp với những cô dâu thích sự trẻ trung, hiện đại, phù hợp cho những tiệc chiêu đãi, ra mắt bạn bè. Những cô dâu mà có những cái chiều cao khiêm tốn á, không được cao lắm, thì tránh mặc những cái bộ đồ mà có những cái họa tiết mà sập ngang nhiều nè, rồi những cái vải mà dày đó. Những cô dâu đó thì mình nên ăn gian một chút xíu, mang guốc cao hơn. Thường tôi hay tư vấn cho cô dâu á, là mang guốc cao một chút xíu và tôi ăn gian may cái tà áo dài ra đó, và thường thì đội khăn vành hoặc là bới tóc cao lên, tránh mặc những cái áo cổ thuyền sẽ làm cho cô dâu đó thấp đi. Mình mặc những cái kiểu áo mà mình design những cái kiểu áo cổ dài cao hơn một chút xíu, và những mặc những cái chiếc liều vải không dày quá, có những cái sọc đứng sẽ tạo như cái hiệu ứng làm cho cô dâu gầy và cao hơn. Những cô dâu mà có những bờ vai mà nhỏ thì tôi cũng khuyên là không nên mặc áo dài có cổ quá rộng, tại vì bản thân cô ta làm như vậy là sẽ đưa ra những cái xương đòn vai làm rất là không có được đẹp. Đó, nhờ những cô dâu nào mà có được bộ vai tròn thì tôi cũng hay tư vấn cho những cô dâu đó là có những cái áo cổ thuyền á, mình cách tân, đó là áo dài cách tân á, thì nó sẽ xô ra những cái vai rất là đẹp, và kế đó mình có thể mình đeo cái phù liệu dây chuyền vô thì nó tôn lên cái vẻ đẹp cho ngày cưới của cô dâu đó. Chọn cho mình một bộ trang phục cưới thích hợp là niềm vui cũng là hạnh phúc của những bạn trẻ sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Và với chiếc áo dài cưới xinh xắn, cô dâu mới sẽ luôn rạng ngời trong mắt mọi người. Thưa quý khán giả, có thể nói rằng chiếc áo dài đã làm cho cô dâu trở nên dịu dàng, tha thướt và đẹp hơn trong ngày cưới rất nhiều. Và chúng tôi cũng mong rằng qua chương trình Nghệ thuật và Cuộc sống hôm nay sẽ giúp cho các bạn gái chuẩn bị bước vào ngày vui nhất của cuộc đời mình, có thể chọn được chiếc áo dài ưng ý cho ngày vui ấy.